Bán chiều tôm hả cô? Tôm bò, tôm trống bán. Nắm nha. Bây giờ các bạn, đây là quy trình làm bánh xèo. Gói bánh xèo của tôm, tôm bò và tôm trứng. Theo bánh xèo tôm bò, tôm trứng quyết định nha mọi người. Xin chào tất cả các anh chị đang theo dõi kênh của gia đình Quyên nha. Hôm nay thì gia đình Quyên làm video về hướng dẫn cách quy trình và hướng dẫn cách đổ bánh xèo tôm nhảy Bình Định. Ở đây là quán bánh xèo tôm nhảy Bà Sáu ở địa chỉ là 26-28 Nguyễn Oanh, Gò Vấp nha mọi người. Đây là cái bánh xèo này là cái bánh xèo tôm nhảy trứng. Tôm thì nguyên liệu là bột bánh được làm là nhà làm, còn tôm này là tôm đất còn sống tươi rất là ngon. Đây là quy trình mà đang đổ bánh xèo đây. Cái bánh xèo này làm là mình chiên theo kiểu là bánh xèo giòn nha mọi người. Đây bây giờ cô đang đổ. Cái này là mình làm trứng thêm hả cô? Trứng không bỏ lên trên. Lúc nãy là mình làm tôm, làm tôm cho nó chín không? Đó. Đúng không? Rồi để bột cho nó giòn, lát nữa mình đổ trứng lên trên hay sao cô? Bánh xèo chín rồi giòn rồi, bếp dầu ra, đổ trứng lên. Dạ. Cái này bột này là bé em ở nhà tự làm. Giá rau sạch đều từ ở ngoài quê Bình Định đem vô mọi người. Đây. Và tôm á, một cái bánh xèo đổ rất là nhiều tôm, 1 2 3 4 5 6 con. Con tôm đất, con tôm đất nhưng mà tôm bự nha mọi người. Ha, lát nữa nó bắt đầu giòn là mình làm gì nữa cô? Mình bỏ hành rồi lên xong rồi bắt dầu ra. Dạ. Bắt dầu ra xong rồi đổ trứng lên. Dạ. Trứng lên đậy nắp lại là đây. Đây là quán bánh xèo tôm nhảy Bà Sáu. Ở địa chỉ là 216-218 Nguyễn Oanh, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Còn này, cái này đây mọi người, đây là hành, hành lá. Còn đây là giá bức. Cái này là nguyên liệu mình làm đều là tất cả những cái sản phẩm tự nhiên nhà làm. Nó rất là sạch nha mọi người. Đây, còn này là con tôm đất. Con tôm đất ở quê gửi vào. Tôm đất này là cỡ lớn, size lớn nha mọi người. Tôm đất này là tôm đất sống. Khi mà mình chiên với bánh xèo, mình dùng tôm đất nó rất là giòn, nó rất là ngọt nha mọi người. Mọi người, cái bánh xèo nó gần như là sắp giòn rồi đúng không? Đúng không không chị? Bánh xèo sắp giòn rồi, lát nữa mình sẽ đổ trứng lên. Mình bỏ rau vô chứ. Đây là bò xào, lát nữa mình sẽ bỏ với bánh xèo, mình bỏ chung với bánh xèo. Nó rất là ngon nha mọi người. Cái này là ở địa chỉ rất là xa, mình ở địa chỉ Thủ Đức. Nhưng mà mình hay lên quán bánh xèo tôm nhảy Bà Sáu ăn lắm. Tại vì nó rất là ngon. Ngon mà sạch. Ngon rất là sạch và đảm bảo dinh dưỡng. Hay là lát nữa mình sẽ bỏ bò vô, bỏ trứng luôn. Lát nữa rau nó chín á, mình sẽ bỏ bò vào trứng luôn mọi người. Không vậy. Lên Grab Food là đều có hết nha mọi người. Nào.
rồi, xong cái bánh xèo vàng ươm giòn rậm này, vỏ bò lên là bánh xèo tôm bò. Wow, nhìn hấp dẫn không? Nhìn quá đã luôn. Quá đẹp quá. Sản phẩm ra lò rất là ngon. Là bánh xèo tôm trứng. Đó, cái nào cũng giòn rụm nha. Nhưng mà lại không nhiều dầu, ở đây đút dầu. Đây là cái bánh xèo. Thu dầu. Đây là bánh xèo tôm. Thì ngoài món bánh xèo tôm nhảy thì ở quán Bà Sáu còn có món bánh bèo. Bánh bèo thì có rất là nhiều loại bánh bèo nha mọi người. Đây là cái dĩa này là bánh bèo nhân chà bông tôm và nước mắm chua ngọt. Nó rất là ngon, rất hấp dẫn ha mọi người ha. Còn bên này là bánh bèo nhân đậu phộng. Còn cái màu xanh này là hẹ sẻ nhà làm nha mọi người. Thầy sẽ ở ngoài Bình Định gửi vô á mọi người. Còn hai cái ly này là hai cái ly su xoa, ở quê mình gọi là su xa. Còn trong này người ta gọi su xoa. Cái này là ăn bao mát luôn mọi người. Su xa cốt dừa đó hả? Cái này là su xa đường thắng với nước cốt dừa. Còn ly kia là cho không có nước cốt dừa. Đấy, nó rất là ngon, rất hấp dẫn. Ở đây là rất là nhiều món, đặc biệt là món nổi trội ở đây là bánh xèo tôm nhảy và bánh bèo, bánh hỏi cháo lòng, rất là nhiều món đặc sản Bình Định luôn mọi người. Ai ở Bình Định mà nhớ quê là cứ lên quán báo là bánh quán bánh xèo tôm nhảy Bình Định là ăn được thưởng thức những cái món ngon Bình Định nha mọi người. Bánh xèo Bà Sáu đúng không? Bánh xèo Bà Sáu ở địa chỉ là 218 Nguyễn Oanh, phường 17 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline. Hotline là 0938 760 688.